Đây là những chú gà rừng. Bay 100 mét đi kiếm ăn trên đồi. Lại về với vườn chim của thao chim cu gái. Số điện thoại liên hệ để mua những giống gà như thế này là 01 63 530 982. Bạn xem gà mình ấp lở ra mình thuần hóa từ nhỏ. Nó rất là lành, nhưng mà đôi chân của nó các bạn thấy không? Chân xanh đá. Các bạn cũng biết con gì đây không? Đây là con ngỗng. Con ngỗng này nó trông nhà cho thao cu gáy rất là giỏi nhá. Nó rất là quen mình. Mình đến là nó chạy đến, nhưng mà ai đến là nó kêu vang trời luôn. Và nó báo động cho đàn chó ở dưới kia, đồng nghĩa với việc camera của mình bắt đầu hoạt động. Đó, đây là con ngỗng nha. Con ngỗng này rất là thuần. Đó. Đều là vật nuôi cưng từ nhỏ của mình đấy. Các bạn biết là mình dí sát nó hiện giờ đang cách khoảng 70 phân. Đấy là những chú. Đó. Gà kêu, chim gáy. Rất là ok luôn. Kia là 50 HA đồi keo.
0163 5305982. Ao. Đây là giống chim khổng lồ nhá. Cườm chưa lên hết nhưng nó rất to. Đó. Bạn nhìn đấy, chim rất là đẹp. Đây là đôi chim hồng. Chim hồng, đây là con chim hồng. Mình nuôi thế này mai nó già đến lúc đuổi sinh sản mình phải tách ra. Còn bây giờ mình nuôi này hai cặp một cái không gian như này là vừa phải. Bầu hồ lô. Mơ 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 mặt mơ đầu. Đấy. Đây là cái chòi để gác chim của mình. Đằng sau nó là một
với khoảng 40 ha đồi thông và cây keo. Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, có những bệnh lý hiện nay xuất hiện là và gia tăng, đó là do chính cái cuộc sống xã hội của chúng ta phát triển. Chẳng hạn như hút chẳng hạn cũng là một trong những bệnh lý như vậy. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và ủng hộ Thao Chim Cú Gáy trong những thời gian qua. Mình sẽ chia sẻ tất cả những cái khoảnh khắc, những cái video về cái quê hương Ba Vì và về những cái con giống mà mình có ở trên tại quê hương mình. Thân ái chào tạm biệt. Hãy đăng ký kênh để đón nhận những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Thân ái chào tạm biệt.